Nói không với corticoid cho trẻ. Việc sử dụng kem bôi có chứa corticoid để điều trị các vấn đề về da sẽ là con dao hai lưỡi ảnh hưởng khôn lường đến làn da của bé. Hãy cùng Nga tìm hiểu những tác hại của corticoid đến làn da của bé các mẹ nhé. Thứ nhất, da của bé rất mỏng manh và nhạy cảm. Việc lạm dụng quá nhiều kem bôi da có chứa corticoid trong thời gian dài sẽ gây teo da, da mất đi sự đề kháng dẫn đến nhiễm trùng da. Thứ hai, rối loạn chuyển hóa các chất corticoid giữ nước và chất khoáng trong cơ thể gây phù, rối loạn chuyển hóa lipid và làm đọng mỡ trên mặt, cổ và lưng. Thứ ba, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh. Corticoid làm chậm quá trình phát triển của con dẫn đến vấn đề suy dinh dưỡng, còi xương, chậm hiểu và nhiều vấn đề khác nữa. Hiện nay thì kem bôi da có chứa corticoid được bán rộng rãi khắp các nhà thuốc với những tác dụng phụ có hại đến làn da của bé. Mẹ hãy là người tiêu dùng thông minh để lựa chọn cho con những sản phẩm kem bôi da an toàn, nói không với corticoid các mẹ nhé. Và kem bôi da thuần mộc của nhà Thanh Mộc Hương chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các mẹ trong hành trình chăm sóc sức khỏe cho các con yêu của mình. Hãy kết nối với mình để sở hữu được tiếp kem bôi da thuần mộc chính hãng trong tủ thuốc của gia đình mình các mẹ nhé. Lê Thanh Nga, giúp bạn cải thiện sức khỏe mỗi ngày.